Vâng, thưa quý vị, câu chuyện về một bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai được phát hiện tử vong trong tình trạng treo cổ, được nghi vấn là do nạn nhân học theo một trò chơi trong thử thách Momo, vẫn đang khiến dư luận hết sức hoang mang trong những ngày qua. Và lo ngại hơn là không chỉ vụ việc này mà trước đó, nhiều ứng dụng ở trên mạng xã hội chưa được kiểm soát chặt chẽ vẫn đang âm thầm tiếp cận trẻ em và ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và tâm sinh lý của trẻ. Và trong khi các nền tảng như là YouTube và YouTube Kids vẫn chưa được lọc ra hết những nội dung có hại cho trẻ, thì các cha mẹ cần phải làm gì để bảo vệ trẻ? Đây cũng là một nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyện tối nay, ngày hôm nay. Và vị khách mời tham gia trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Tô Thanh Phương, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, câu hỏi đầu tiên mà Dương Huyền muốn nhờ ông chia sẻ đó chính là chơi một số trò ở trên mạng và tò mò học theo những thử thách của các trò chơi đó, ví dụ như là thử thách Momo mà chúng ta đề cập vừa rồi đấy ạ, thì đã gây ra cái chết thương tâm cho trẻ. Vậy thì ông nghĩ sao về vấn đề này? Sự việc đau lòng vừa xảy ra gần đây với một số trẻ, các cháu khi tham gia cái trò chơi thử thách Momo đã làm cho các cháu làm theo các trò hướng dẫn và đe dọa của cái trò chơi, làm cho cháu đã phải chết bằng cái hình thức treo cổ. Thì sự việc này rất đau lòng và đã làm cho chấn động trong xã hội của chúng ta hiện nay. Và điều này cũng tôi nghĩ là những tất cả những bậc phụ huynh và những ông bà cha mẹ, những cộng đồng xã hội chúng ta nên chung tay góp sức để ngăn chặn cái hiện tượng này xảy ra, vì không những như thế mà nó còn là ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều của những bà mẹ. Bây giờ con mình vẫn đang nhỏ ở nhà mà các trò chơi của nó vẫn hiện hiện như thế thì không biết làm thế nào ngăn chặn được. Nên tôi mong rằng tất cả chúng ta cùng ngăn chặn hiện tượng này. Dạ vâng. Vậy thì theo ông, vì sao các thử thách này, các trò chơi như thế này lại có thể dẫn dắt và ảnh hưởng đến trẻ em đến như vậy? Bởi vì là với thời đại công nghệ ngày phát triển rất mạnh như vũ bão, thì các cái nhà sản xuất nó không ngừng nó phát minh là chế tạo ra những cái trò chơi hấp dẫn, cái sau hấp dẫn hơn cái mới, cho nên là rất khuyến khích cái sự tò mò của các cháu nhỏ, nhất là các cháu khi còn nhỏ người ta chưa phát triển đầy đủ về thể chất tâm thần, cho nên không biết cái nào là đúng, cái nào sai, cái nào có lợi, cái nào không có lợi, cho nên nó cứ làm theo, cho nên là cái này cũng rất nguy hiểm đối với lại thế hệ của các cháu. Dạ vâng, về việc theo dõi và dành quá nhiều thời gian cho Internet, đặc biệt là sử dụng những chương trình chưa được kiểm soát thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tâm thần của trẻ? Cái này thì không những ảnh hưởng đến các cháu trẻ mà kể cả thanh thiếu niên và kể cả những người lớn, mà chúng ta tham gia quá nhiều vào những cái mạng xã hội, ví dụ là game hoặc là Facebook hoặc là rất nhiều các cái thứ khác mà chúng ta mất quá nhiều thời gian, và như thế thì nó có thể dẫn đến nghiện. Và cái này chúng tôi đã phải điều trị cho cũng rất nhiều các bệnh nhân từ nhận bé cho đến khi trưởng thành. Khi nặng lên các cháu đã có thể là chơi suốt ngày đêm, coi cái quên ăn quên ngủ, nó ảnh hưởng rất lớn về đến thể trạng, gầy còm, suy kiệt, phải đi cấp cứu, hoặc nặng nữa là có thể là các cháu tự sát, có thể chết là do suy kiệt vào gai, nữa là chết rồi tự sát. Cái này chúng tôi cũng đã điều trị rất nhiều các hiện tượng là chơi các trò chơi game kéo dài như thế. Vâng, vậy là chúng ta có thể thấy rằng là với cái nền tảng YouTube và YouTube Kids đúng không ạ, thì có rất nhiều cái nội dung mà chúng ta vẫn chưa thể nào kiểm duyệt được, và chính những điều này cũng đã dẫn đến là những cái hệ lụy về sau, và thực tế là chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái tình trạng rất là đau thương đúng không ạ. Vậy thì có ý kiến cho rằng là giải pháp dễ dàng nhất để mà các bậc phụ huynh có thể bảo vệ trẻ nhỏ cho mình đó chính là loại bỏ YouTube ra khỏi mọi thứ, từ là điện thoại, TV, máy chơi game hay là thậm chí là iPad, đồng thời cũng hạn chế cho trẻ tiếp xúc với công nghệ. Thì theo ông, ý kiến này là đúng hay là sai? Tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm loại bỏ toàn bộ như thế thì chúng ta làm một cách phiến diện, tức là làm nó chặt chẽ quá. Vì cái nền tảng công nghệ do tức nó cũng rất nhiều cái điều bổ ích, là khuyến khích sự phát triển và sự thông minh, sự sáng tạo của cái lớp trẻ, mà chúng ta loại trừ tất cả thì cũng nhiều khi là các cháu là không tiếp cận được những cái mới. Đấy, miễn làm sao là chúng ta quản lý cho tốt, làm sao sử dụng cho có hiệu quả, có thời gian là tốt nhất. Còn riêng những cái do tút mà có tính chất độc hại, chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn. Đấy, cái này rất mong được các nhà khoa học
bên điện tử viễn thông, chúng ta chung tay góp sức phải loại làm sao ngăn chặn được hết tất cả những YouTube độc hại trên mọi hình thức các phương tiện truyền thông của chúng ta, internet vô tuyến các thứ, chẳng hạn chúng ta loại bỏ tất cả. Còn YouTube thì nhiều cái của nó vẫn là rất tốt đối với sự trong xã hội chúng ta. Vậy thì khuyến cáo của ông dành cho những bậc phụ huynh là gì để có thể bảo vệ trẻ trước những trò chơi và thử thách nguy hiểm của mạng xã hội như vậy? Đây, nhưng chúng ta biết là thì cái này là nó cần có theo tôi nghĩ có mấy cái thứ nhất là cái về dài hạn, chẳng hạn cái dài hạn thì từ lứa tuổi từ 5 cho đến 18 tuổi là đang quá trình hình thành cái nhân cách của một con người, thì giáo dục tốt, gia đình giáo dục tốt thì nó sẽ trở thành một người có ích cho xã hội về sau, nó có bản lĩnh vững vàng, không bị suối bên ngoài suối bảy, không bị ảnh hưởng bị chi phối bởi bên ngoài, ví dụ người suối bảy hoặc trên mạng internet chẳng hạn. Còn những người nào nhân cách yếu đuối mà dễ bị lệ thuộc thì rất dễ bị sai khiến, rất dễ bị suối bảy, kể cả trên các phương tiện những trò chơi. Cho nên là chúng ta về lâu dài thì nên rèn luyện cái nhân cách, tính cách mạnh dạn cho một đứa trẻ như thế. Bên cạnh nữa là chúng ta để từ những bé 5 tuổi chẳng hạn, chúng ta cũng phải giáo dục các cháu. Ví dụ bố mẹ nấu cơm nấu nước chẳng hạn thì cho con cùng làm cùng với mình. Nhặt con đi làm nhặt rau hoặc là quét nhà với ông bà bố mẹ tham gia cùng với mình, chứ không nên là bố mẹ với ông bà cứ làm cặm cụi nấu cơm để cho con bên cạnh nó cứ chơi cái điện thoại như thế là cũng không nên tí nào cả. Và cái về cái trước mắt. Cái trước mắt của tôi thì tôi tất cả các cháu học sinh cấp 2 thì tốt nhất là chúng ta không nên cho sử dụng cái điện thoại thông minh. Vì khi có điện thoại thông minh thì các cháu có thể sử dụng bất kỳ cái thời gian nào. Đấy, vắng bố mẹ hoặc vắng ông bà có thể chui vào bất kỳ chỗ nào các cháu có thể xem được, rất nguy hiểm. Chúng ta nên loại bỏ, không nên cho các cháu học sinh cấp 2 vì cháu chưa nhận thức ra được cái lợi hại của cái sử dụng này. Và quan trọng hơn là bố mẹ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho con đấy, cái. Bố mẹ là phải dành cái thời gian ví dụ cho con cái hơn, không nên là giao tất cả cho bố, giao cho mẹ tất cả. Và nên có những thời gian cho cái để cháu chia sẻ cùng với con. Vâng, chia sẻ cùng với con. Vâng, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là chương trình Chào buổi tối của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.